Thành xin chào ông bà, cô bác và anh chị đến với nội dung tiếp theo kênh Thành Mai Tây Bắc. Sáng hôm nay chỗ Thành mưa rất to các bác ạ. Tranh thủ là trời mưa to là không có khách ấy. Thành đi lên bản, đi lên chỗ nhà em trừ xúa ấy. Xem là đợt này gia đình em trừ xúa sống ra sao. Đợt này mưa gió thế này không biết là ngôi nhà của em trừ xúa còn trụ nổi không. Và xem là không biết là vợ của em trừ đã sinh em bé chưa. Từ chỗ Thành lên chỗ nhà em trừ xúa còn xa hơn nhà Bùng Tính. Vì nhà em trừ xúa là ở tít ở trên làng trên cô bác ạ. Giờ Thành xin mời ông bà, cô bác và anh chị đi cùng Thành sang bên nhà em trừ xúa. Đang có mặt tại nhà anh trai em trừ xúa. Chào em nhá. Hôm nay trời mát thế nhỉ. Hôm nay trên bản là mưa gió chắc là hầu như cả ngày luôn rồi. Mưa cả đêm hôm qua giờ chưa biết tạnh ấy. Chào hai bố con trừ nhỉ. Chào anh nhá. Hai bố con em đang làm gì đấy? Một gà cho vợ. Một gà cho vợ. Chào Sơn. Bé Sơn thì không biết là tiếng phổ thông cho lắm. Chào bác kia Sơn. Vợ em bị ốm à? Vợ đẻ. À, vợ em sinh bé rồi á? Vâng. Nhanh thế nhỉ? Bé trai, bé gái? Bé trai ạ. À, em bé được bao nhiêu kg em? Được 3 kg. À, 3 kg. Vâng. Thế là mẹ tròn con vuông à? Vâng. Vợ em sinh đâu chưa? Hả? Vợ em sinh đâu chưa? Sinh được 4 ngày. À, được 4 ngày à? Thế là đẻ thường à? Đẻ viện. Ở đẻ viện nhưng mình đẻ thường à? Trừ đang mổ gà để tầm bổ cho vợ và em bé. Mổ gà bằng nước đục này á? Hết nước rồi. Hết nước á? Đừng bảo anh là em lấy cái nước này nấu cả với thịt gà cho vợ ăn nhá. Mình lấy nước sạch kia thôi. À, nước sạch kia à? À, bằng cái xô bé bé kia á? À, cái xô đỏ. Nhà em trừ xúa ăn cái nguồn nước thẳng thôi. Vì do điều kiện nhà em không có điều kiện là mua cái bình chứa nước này của bác ạ. Nước này bẩn quá. Nước bẩn quá. Nếu mà trời không mưa thì chắc nó không bẩn như thế chứ. Trời không mưa thì nó còn sạch, sạch tí. Trời mưa như này. Nhìn như nước sông ấy. Ừ. Còn hơn nước sông cơ ăn. Toàn đất toàn bùn thôi.
Cái mưa một tháng thì mình cứ dùng nước này ăn thôi à? Ờ, cứ mưa cả tháng ăn. À, cả tuần ăn dùng nước này ăn thôi. Dùng nước rồi. Uống cũng dùng nước này uống chứ. Anh thấy nhà em cũng chứa. Và cái thùng này là nước sạch thôi. Ừ. Một tí này chắc dùng được mấy ngày. Làm nhiều thì dùng một tí, dùng được 2-3 người. 2-3 bữa nấu cơm là hết đúng không? Lắm nay nhà em được nhiều thóc không? Được ít thôi. Làm chia nhau. Có dư chỗ nào, dư ít nào để bán không? Dư đâu. Đủ ăn thôi. À, đủ ăn nè. Thế thì bao giờ mới làm được nhà đây? Trừ. Chẳng biết rồi. À, nhà em cắm những cái lá này anh có vào được nhà không? Xin chào cả nhà. Cô chú này là bố vợ chưa à? Vâng. Bố vợ. À, bố vợ, mẹ vợ. Sau này vợ anh sinh thì anh có biết mổ gà đâu? Chứ. Thế ạ. Anh thì tao không biết. Anh chưa mổ bao giờ đâu. Chắc phải nhờ Trừ về giúp anh mổ á, để tủ lạnh ăn dần á. Ừ, được mà. Em không biết mổ đâu. Làm chậm lắm. Làm chậm cũng biết làm là được rồi. Từ lời đến bé anh còn chưa làm một, chưa mổ một con gà nào cơ. À. Anh tuổi gà anh sợ gà lắm. Yeah. Thì gà anh còn không dám ăn đấy. Mà anh đi mổ gà. Anh thấy người Mông mình là sinh xong là những người nào người đấy cũng phải ăn thịt gà em. Vâng. Mới lấu cái cây gì nữa đúng không? Lâu những cái cây đấy. Cây thuốc à? Thầy thuốc. Cái thuốc này mình tự lấy hay là thầy thuốc lấy cho? Những người mà biết lấy thì nó lấy cho. À. Những cái thuốc này em biết tên là gì không? Chứ. Em không biết cơ. Em biết tiếng Mông chứ. Tiếng Mông em cũng không biết. Em chưa lấy qua. À, chưa lấy qua bao giờ. Lâu lắm rồi anh không quay trở lại nhà em ấy. Mỗi ngày lên nhà em thay đổi một khác nhỉ. Bình thường đâu, anh nó sắp đi về một bên góc chỗ bùi tre rồi. Ở này nguy hiểm lắm chứ ạ. Không, mưa gió to thì không sợ. À, không sợ. Bên vách tường kia thủng hết rồi. Ngày trước anh còn nhớ là anh lên đây thì nhà em còn chưa bị thủng như kia mà. Chết thủng đâu. Sao? Bên này góc này thế rồi. Đợt này mưa gió liên tục là ngập hết vào cái chân tường này. Cuối mục hết rồi. À chưa ơi. Vợ em mới sinh ấy, không được dùng điện thoại đâu. Chưa ơi, vợ em mới sinh này đừng cho đi làm sớm đâu nhá. Nó phải ở một tháng ở nhà cơ anh ạ. Ờ đúng rồi, phải kiêng gió, kiêng nước đấy. Ừ. Kiêng không gội đầu nữa đấy em ạ. Đúng rồi. Ui, nhà em có cơn gió mà thấy lạnh thế nhỉ. Gió mát ra. Như này mùa đông thì lạnh lắm đấy. Ngôi nhà này của em có chủ đến mùa đông được không? Trừ. Chẳng biết được, chắc là con mưa gió to thì nó mới chịu được. Ngôi nhà của hai vợ chồng Trừ Xúa vọt vẹn có tầm khoảng 15 mét vuông thôi, cả nhà cả bếp luôn.
trong ngôi nhà này chung sống là tổng là 6 người. 6 người thì trong đó thì chỉ có gia đình nhà trừ xuống ngủ ở đây thôi. Thì chỗ này không có chỗ ngủ nên mẹ em trừ thì đi ngủ cùng ở nhà anh trai. Nhà anh trai thì phía bên cạnh luôn có bác ạ. Gió to thì chắc cả nhà chắc phải sơ tán rồi chứ. Gió to thì ngủ chắc chắn rồi. Ngủ ở nhà nguy hiểm, nó không dám ngủ đâu. Có mà. Mắt cứ mở ra thôi. Cần nghe tiếng kêu còn kẹt một phát là phải chạy ngay đấy chú ạ. Ngôi nhà này cũng sắp tương tự như nhà chú sinh ở bên chỗ Bình An giáp khu nhà anh rồi. Đông đông đấy rồi. Mẹ em trừ là đang đun một lửa cơm to thế. Cả nhà sao ăn hết lửa cơm này bà? À rau lợn à? Chắc được là cơm. À bà đun nước. Đun nước để pha với rau sống đúng không bà? Mẹ trừ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sinh năm bao nhiêu? Không biết sinh năm bao nhiêu á? À, gần 70 rồi. Trừ thì bố mất từ em còn nhỏ, còn mình mẹ em thôi, nuôi lớn mấy anh em. Ở khu này là nhà anh em nhà trừ xuống hết đây. Bên cạnh là nhà anh trai. Ở nhà dưới tầng đất kia cũng nhà anh trai. Ba anh em mình chung một cái nguồn nước đục rồi các bác ạ. Ba anh em thì do hoàn cảnh điều kiện không có nên mọi người không sắm sửa được một cái bình chứa nước lớn. Ở trên vùng cao thì cái số tiền mà để mua một cái bình chứa nước lớn thì mọi người lại dùng được nhiều việc các bác ạ. Bên ngoài thì là vẫn lần đất thôi. Thì trời mưa chỗ nào cũng dơ. Thành ra bên ngoài quay cho ông bà cô bác cùng xem đây. Đây là cái bụi tre ở nhà hàng xóm đây. Hôm nọ là gió to là nó xà vào nhà của em trừ xúa rồi. Cảm giác như sắp đổ vào đây rồi. Đây, ngôi nhà này không ổn được các bác ạ. Ngôi nhà của em trừ xuống là sắp sập rồi các bác ạ. Nếu mà mưa kéo dài một tháng liên tục thì và có gió to thì chắc ngôi nhà này là không chủ nổi được luôn. Ngày trước thì hai vợ chồng có một người con riêng của em xúa về đây lấy em trừ ấy. Hai người là tách riêng ra ở bên này và mẹ sang cùng. Ở trên vùng cao thì bữa cơm hàng ngày thì mọi người thì có thể là tìm mà ăn được. Về mà tiết kiệm mà làm một ngôi nhà thì rất là khó khăn đấy cô bác ạ. Một ngôi nhà mọi người phải tiết kiệm lắm mới làm được. Nhiều người có khi cả đời còn không làm được một ngôi nhà chắc chắn để ở đấy. Chỉ làm được những ngôi nhà tạm thôi. Làm những ngôi nhà bằng sức người thôi. Sức người chỉ mua những viên ngói bà rô để lợp lên thôi. Đây gọi là nhà trình tường các bác ạ. Làm ngôi nhà bằng đất đấy. Đây là cái chuồng dê của nhà em chủ xưa đấy. Chuồng dê mái bằng bạt đây. Nó không thấy dê nhà em đâu. Thế để mấy bắp ngô thôi. Mẹ vợ em trừ là giúp em trừ là rửa bát. Mẹ vợ đến chăm sóc vợ em à? Trừ đến thăm à? Đến thăm à? Mẹ vợ em biết nói tiếng phổ thông không? Biết một tí đấy. Biết một tí à?
là vợ em chắc là ngoài 30 chứ. Vâng, chẳng thế. Cô sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 7, sinh năm 85. Cô sinh năm 85 à? Vâng. Chú sinh năm bao nhiêu chú? Chú sinh năm 76. À, chú 76. Ở đây mình không dùng sơn mai à? Sơn sơn à? Không có à? Cái sơn vừa đưa cho bà là dầu rửa bát thôi à? Vừa đưa cho bà là ôm hô chứ. Cái này phải đun nước rồi, đun nước mới sạch được. Giờ những cái bát nhựa này không có sơn mai thì phải dùng nước nóng. Bảo bố mẹ phải mua sơn mai dùng nhá, ôm mua rửa bát không sạch đâu. Đây là khu vực bếp đun và nhà em trừ súa đây. Khu vực bếp này cũng sườn vẹo. Khu phía đằng sau này càng ngày càng hẹp rồi các bác ạ. Mà trước cái lối đằng sau này thì có thể đi thoải mái được, thì ngôi nhà mình đứng thẳng lên đấy. Bây giờ cái góc mái trên của ngôi nhà đã vẹo sang rồi. Nếu mà không có những cây trống là cả ly thì chắc là sập rồi. Nhà em không dùng sơn mai để rửa bát à? Chờ. Vừa nọ hết rồi. À, vừa nọ hết à? Đây là bát nước cuối cùng để nấu cơm này. Hôm nay trời mà mưa cả ngày nữa, nhà em trừ là ăn nước đục thôi. Hôm nay khỏe mạnh ăn nước đục thì không sao, nhưng còn em súa mà ăn cái nước nó đục như kia thì không tốt cho sức khỏe. Súa ơi, em vừa sinh em bé thì nghỉ ngơi đi, không phải làm những công việc này đâu. Em cứ ở kia đi, hạn chế đi lại thôi. Súa. Ồ, đi lại làm gì? Bây giờ sức khỏe mình chưa khỏe đâu. Bây giờ em cứ ở đấy mà nghỉ ngơi, tránh ra đi lại vận động. Chỉ hết chưa? Còn việc nấu nướng hay làm việc thì kệ chồng em thôi. Em mà không kiêng được cái việc đấy, sau này em mà bị ngã bệnh ở đấy, chồng em còn khổ gấp nhiều lần. Em trừ rồi, em đã cơm xong rồi. Giờ cho em xuống em ăn cơm. Đây là thịt gà nấu với lá thuốc người vùng cao này. Tự đi lấy ở đồi về. Ớt à? Vâng. Ớt này em tự làm à? Vâng. Cám chim tổng hợp mà. Cám chim tổng hợp bỏ vào cái hộp của cám chim ấy. Để mình đựng ớt trong này. Đúng rồi, để ớt trong này. Ớt là thơm nhỉ? Thơm lắm. Cay không em? Có chứ. Đây là chẩm chéo do em xử là tự làm. Tự làm chẩm chéo. Không cần mua trên mạng nữa. Đúng không? Đúng rồi, mình tự cung tự cấp. Đấy. Sao mới cho được nhiều ạ? Trừ nhá, nhổ lông gà chưa sạch này. Vợ đang nhổ lại này. Thôi qua đúng không? Nhất độc quá để vào nước. Nếu độc quá không thấy. Nó có chỉ gió này. Mai bán mấy bao thóc đi, mua cho vợ một cái đựng nước đi. Bao thóc ăn bán gì không lấy được gì để ăn đâu. Nhà tả đấy mà. Đấy, chú con nói không là một thóc không. Sáng ra nhà em đã thả dê là chưa? Dê
chả hết rồi. À, chả họ à? Vợ thì sinh em bé, bây giờ mọi gánh nặng thì trên vai em trừ hết. Còn bé Sơn thì bé chắc chỉ giúp cho được con trâu thôi. Còn việc việc đồng áng thì em trừ chắc em phải làm từ A đến Z á. Vâng. Ruộng lương. Bây giờ không có bạn đồng hành đi cùng làm cùng rồi. Bạn đang nghỉ dưỡng. Cũng phải dài dài hạn đấy nhỉ. Em bé lớn thì chắc mới đi làm được chứ em. Vâng. Một tháng thì đi làm được à? Ui, một tháng đi làm được á? Ồ, phải cho một năm chứ. Một năm thì lâu lắm. Củ cao không thể thiếu được cái món ăn này, chẩm chéo này. Thôi cả nhà mình ăn đi. Cháu ăn cơm rồi. Vâng. Anh ạ. Vâng, mọi người cứ tự nhiên nhá. Cứ đây em. Em bé nhà em trời rất là quấy luôn. Nhà chật hẹp quá. Đây là chỗ giường ngủ đây. Giường ngủ đây. Ở khu này, ở khu ngồi để ăn cơm luôn. Gọn vẹn chắc chỉ được 15 mét vuông thôi các bác ạ. Chiếc giường này em trừ em bảo là người ở dưới xã họ cho thôi, không phải là vợ chồng em đấy mua. Giờ cả nhà em trừ xuống là ăn cơm. Cháu xin chào cả nhà nhá, cả nhà mình ăn cơm nhá. Bây giờ cháu đi về bên nhà, nhà phải làm việc đây. Bây giờ không làm việc, bây giờ không làm phiền gia đình nữa, cho gia đình mình vừa ăn cơm tự nhiên. Khổ thân em trừ em mới sinh nở xong thì nhà thì rất là chật chội luôn. Và ngay cái mùa mưa này cái nguồn nước nhà em này đục ngầu ấy luôn này. Cả nhà em trừ xuống còn thành để ý rồi. Nhà tắm không có này, nhà vệ sinh cũng không có. Trời nắng thì chả sao, nhưng còn trời mưa này mà người mới sinh nở xong mà đi vệ sinh ra bên ngoài rất là nguy hiểm luôn. Hôm nay Thành đến đây, Thành quay trở lại xem mọi người nhà em trừ xuống dạo này sống ra sao rồi. Nên được biết thì là em xuống em đã sinh em bé rồi, mẹ tròn con vuông. Thành rất mong này các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước chung tay góp sức đóng góp cho gia đình em trừ xuống có một cái máy ấm chắc chắn. Giờ Thành xin phép Thành phải đi về bên nhà làm việc đây. Hôm nay video đến đây thôi. Cháu Thành xin chào, hẹn gặp lại ông bà, cô bác và anh chị. Hẹn gặp lại mọi người trong những thước phim tiếp theo kênh Thành Mai Tây Bắc.